Trở lại chương trình của tin tức Hoa Kỳ, The VLKT News. Có vẻ như xe điện của Trung Cộng đã bắt đầu bị phản đối tại cái nước Mỹ của chúng ta. Công chúng đang phản đối cái nhà máy xe điện Trung Cộng do nhà nước tài trợ ở Mỹ, một cuộc thăm dò chấn động. Một cuộc thăm dò gần đây được thực hiện bởi McLaughlin và Associates đã nhấn mạnh sự phản đối đáng kể của người Mỹ đối với việc sử dụng tiền thuế của người dân để thành lập các hãng xe điện EV thuộc sở hữu của Trung Cộng tại Hoa Kỳ. Cái tình cảm này trải dài trên những nhân khẩu học khác nhau, phản ánh mối quan tâm rộng rãi và an ninh quốc gia và tác động đến việc sản xuất ô tô điện tại Mỹ. Một cuộc thăm dò, chỉ sự tham gia của 1.000 cử tri và được thực hiện từ ngày 19 tháng 10 cho đến ngày 24 tháng 10 cho thấy 56% người Mỹ phản đối đầu tư của nhà nước vào các nhà máy xe điện thuộc sở hữu của Trung Cộng, tức là họ phản đối của chính quyền của ông Biden sử dụng tiền thuế của người dân để trợ cấp cho những xe điện của Trung Cộng. Với cái lý do rủi ro với an ninh quốc gia và việc làm của Mỹ, sự đối lập này không chỉ giới hạn trong cái nhóm chính trị. 74% thành viên của đảng Cộng Hòa chống lại, 40% của đảng Dân Chủ chống lại, 54% cử tri dao động chống lại, tức cử tri độc lập. Cái tình cảnh này cũng được chia sẻ khi cái ranh giới về chủng tộc, 61% người Mỹ da trắng chống lại, 51% người da đen chống lại, 40% người Mỹ gốc Tây Ban Nha bày tỏ cái mối quan tâm tương tự, trong khi đó chỉ có 17% vẫn không chắc chắn về vấn đề này. Những phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh một phong trào cơ sở đang phát triển tại Michigan, nơi công nhân đã chính thức tuyên bố họ gần như đã ủng hộ cái kế hoạch. Cái phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh một phong trào cơ sở đang phát triển tại Michigan, nơi mà tiểu bang của đảng Dân Chủ, cái kế hoạch của bà thống đốc bang của tiểu bang Michigan, đó là bà Whitmer, để xây dựng một nhà máy binh điện thuộc sở hữu Trung Cộng trong cộng đồng của họ. Cái hoạt động địa phương của thành phố Lori Brock đã phản ánh hồi việc cái thu hồi, nhấn mạnh sự phản đối mạnh mẽ đến cộng đồng và nói rằng việc thu hồi cái giấy phép cho thấy cộng đồng không muốn điều này như thế nào. Điều này chỉ có nghĩa là chúng ta có một tiếng nói một lần và chúng ta có thể nhỏ bé nhưng chúng ta rất mạnh mẽ khi hợp tác lại với nhau. Có nghĩa là thống đốc bang của tiểu bang Michigan, bà Whitmer, đã đồng ý và xây dựng một cái nhà máy sản xuất binh điện thuộc Trung Cộng. Thì cuối cùng người dân của thành phố này đứng dậy và biểu tình và họ phải từ bỏ kết quả. Kết quả cuộc thăm dò này cho thấy sự miễn cưỡng rõ ràng của công chúng Mỹ khi tham gia vào quan hệ đối tác kinh tế với tập đoàn sở hữu của Trung Cộng để sản xuất xe điện, đặc biệt là khi nó liên quan đến tài trợ của người nộp thuế. Tài trợ của người nộp thuế gồm có tax credit cho những công ty sản xuất xe điện, kể cả luôn hối lộ những người Mỹ mua xe điện. Sự phản đối rộng rãi trên khắp các ranh giới chính trị và chủng tộc nhấn mạnh cái mối quan tâm sâu sắc liên quan đến đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực quan trọng như sản xuất ô tô, với an ninh quốc gia và bảo vệ việc làm là những cân nhắc tối quan trọng. Và đó là những gì mà ta hoàn toàn thấy. Cái phong trào chống lại sản phẩm của Trung Cộng, đặc biệt là xe điện của chính quyền Biden, bắt đầu nổi trội lên rất nhiều. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị. Hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ có một phong trào đứng lên và chống Trung Cộng và những công ty của họ để mua những cái đất nông nghiệp của Mỹ chúng ta. Và đó là The VLKT News. Hẹn gặp lại trong chương trình tin tức tiếp theo. Chào tạm biệt.